đi. Ăn đây nè. Dạ, đợi em xíu. Chửi lớn, chửi sôi. Chết quá à. Em là số 1 luôn á. Thơm á, thích quá nồi. Tao không chạy coi nè. Cơm nè, ăn đi, để tối còn đi nữa. Đi đâu? Thiên đường chứ đi đâu. Ở đây là đâu vậy? Ở đây á là gần biên giới Campuchia. Lý do tại sao phải ghé ở đây á, đợi tối mới đi được, tại vì á sợ mấy thằng biên phòng. Ăn đi, tối còn đi nữa. Có quẹt mày. Đây là cơ hội để trốn đó. Đừng có mơ nếu không muốn bỏ mạng ở cái hốc bò tó này. Chị nói đi, trốn bằng cách nào? Sao mà trốn được hả chị? Nhỏ thôi. Hey, dù sao cũng ăn một chút đi, để còn sức đi tới thiên đường nữa.
chết cũng phải liều. Đây là cơ hội duy nhất của tụi mình đó. Chị nói đi, làm sao em cũng làm hết đó chị. Chỉ có một người mới có thể giúp được tụi mình. Ai? Ai? Đừng có giỡn hoài bộ. Không lẽ chị cam tâm ở lại đây tiếp tục làm nô lệ cho tụi nó hả? Chị có muốn về nhà hả? Không, tôi không muốn về. Tôi không muốn dính dáng tới cái vụ này. Mấy người muốn làm gì thì làm. Chị, kế hoạch này chỉ có một mình chị giúp được tụi tôi thôi à. Tôi nói không là không. Chị, cùng là phụ nữ với nhau, sao chị nhẫn tâm quá vậy? Chị giúp tụi em đi chị. Chắc là em không còn gặp lại tía má nữa. Chị giúp em đi. Tại cái bà đó nói là đi làm đi, theo bà đi, có tiền gửi về cho ba má. Chứ tại nhà em nghèo quá nên em mới đi. Ai về đâu, giờ bị đánh, bị bắt, đem đi bán, không có về với má được nữa. Chị giúp em đi. Em nhớ tía má lắm. Em muốn chị về. Ơi, giúp tụi tôi đi chị. Chị giúp em đi chị. Tôi năn nỉ nữa, chị giúp giùm tụi tôi đi. Cô nói đi, kế hoạch của cô là gì? Chị nói đi chị. Chết cũng phải liều. Chỉ có chị mới giúp được tụi tôi thôi à. Được, nếu kết quả thất bại, chỉ có con đường chết thôi. Thà chết cũng được, còn hơn là chịu nhục ở đây. Chị đang giúp tụi tôi nha chị. Chị nhìn thấy cô vậy mà cũng nghĩ ra mấy trò này hay quá ha. Chị mà giúp được tụi em mang ơn chị suốt đời á chị. Dạ chị làm ơn giúp tụi tôi nha chị. Thôi được rồi, để tôi thử xem sao. Em cảm ơn chị. Anh trai, em ăn xong rồi nè. Ăn xong thì bỏ nó đi. Nhưng mà hả, vô một cái thì phải thải ra cái khác chứ. Làm sao? Trời ơi, thì mày ngu quá. Ý nó mua đào bụi rậm đó. Thôi mệt quá, làm tại chỗ luôn đi. Mày nghĩ sao làm tại chỗ? Mày cho cái đám chết ngạt hả? Đưa nó ra ngoài. Mày bực bội. Anh Marco mà công nhận cũng có lòng ghê ha. Marco cái đầu mày, đi lẹ đi. Cà rê à. Nhanh đi. Vô xử lẹ xong ra. Anh, thôi anh vô với em đi, em sợ lắm. Ê, giỡn hả? Em nói thiệt mà, em sợ rắn lắm. Có cái đồ gì đây cô nương? Anh, đi vô với em. Đi vô đi. Thôi đi mà, giúp em đi mà. Đi vô với em đi nha. Giỡn hả? Em nói thiệt mà, đi vô. Anh vô đây với em đi. Trong đây á hả, có rắn nhiều lắm, em sợ lắm. Anh vô đây chung với em nha. Giỡn hả cô nương? Em nói thiệt mà. Anh thấy em sao? Có cái đồ gì đây cô nương? Chiều anh, rồi em làm cho anh sướng. Một tí nữa anh giúp em bỏ trốn nha. Ông nội anh cũng không dám. Tại
tại sao lại không dám? Nhưng mà làm cho em sướng á, anh chịu. Khốn, tưởng không có mày tao không thoát được hả? Anh ơi, chị em bị đau bụng. Tôi muốn đi vệ sinh, tôi đau bụng quá. Anh ơi giúp giùm đi. Anh ơi. Anh ơi. Đau quá chịu hết nổi rồi anh ơi. Anh ơi. Giúp giùm chị đi anh. Tôi chịu hết nổi rồi anh ơi. Anh nhớ. Tụi bay ăn phải thứ gì mà thay nhau bỏ bơm hoài vậy? Ôi đau bụng quá. Thiệt anh. Anh ơi anh làm ơn giúp tôi đi. Mày làm cái gì đó? Cái con nhỏ này nó nói là nó muốn đi vệ sinh. Đau bụng quá. Cho nó đi từng đứa, không có đi chung. Mày á, đi ra coi con kia đâu rồi. Nó làm con mẹ vậy không vậy? Mày nãy giờ chưa vô. Tụi mày ngồi im đó. Khi nào chị chú không vậy? Sao chị đối xử với mình vậy hả chị? Làm sao bây giờ? Mày làm cái gì trong đó mà lâu quá vậy? Hả? Chết hay gì đâu. Đại ca ơi, có chuyện rồi đại ca ơi. Sao rồi đại ca? Sao rồi? Nó chuyện gì vậy? Nó chết hay gì rồi? Mẹ nó bị tụi nó dụ rồi. Chuyện gì vậy anh? Bị
Mày chạy ra đây rồi ai coi tụi nó. Chạy vô. Dạ. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên chị. Nhanh. Tụi nó đâu rồi? Mẹ nó. Nó trốn hết trơn rồi. Chạy ra đi tìm tụi nó đi. Nhanh lên. Dạ. Mẹ nó. Mẹ nó, tụi nó chạy đâu hết rồi. Giờ chị giao đi tìm đi. Dạ. Tụi mày mà không tìm được chết với tao. Giờ nào đi tìm. Dạ. Dạ. Mày đi hướng này, mày đi hướng kia. Dạ dạ. Alo, anh Siêu. Dạ, tụi nó trốn rồi anh. Dạ em biết rồi, em đang tìm mà. Chắc tụi nó chạy chạy đâu đây chứ không xa đâu. Dạ dạ. Đi đi, nhanh chạy đi. Kìa, mình bị đập vai rồi. Có sao không? Xong rồi. Hồi nãy tôi tưởng chị trốn luôn rồi chứ. Tôi làm gái, tôi cũng biết cái nào đúng cái nào sai. Sống thì cũng sống, chết thì cũng chết. Mẹ nó. Đang nghiệp quyết mình kìa chị, chạy đi chị. Mẹ nó. Xin mà giờ như trái chuối chập vậy nè. Chú ơi.
ơi, chú tha cho con đi, con lại chú, con lại chú mà. Ba đứa kia nó chạy hướng nào? Đổi chú ghe, chú tha cho. Khoan, đổi đi con. Tụi nó chạy hướng nào? Tao hỏi mày làm cuối. Ba đứa kia, nó chạy hướng đâu? Đổi đi, tao thả cho về nhà. Đổi đi. Đổi. Chú, chú không ghẻ con chết. Không, con yên tâm, chú không gạt con đâu. À, ba con mắm kia nó trốn hướng đâu? Nói đi. Suối mà nó trốn ngã nào? Đại ca, con nhỏ này ngon quá, đại ca giết ủ vậy? Mày muốn theo nó không hả? Mày muốn theo không? Mày muốn theo nó, tao cho mày đi với nó luôn nha. Nha, tụi bay đem xác nó đi. Dạ, dạ. Dạ. Còn tụi bay, từ giờ tới tối mà tìm không ra được ba con kia thì tụi mày biết hậu quả rồi đó. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Rõ chưa? Dạ rõ. Mẹ mày còn cười hả? Tao tát chết mẹ giờ. Mẹ. Mày cười gì? Lo mà đi kiếm đi. Ông đi đâu vô chổng vậy ông nội? Trời ơi, ở trong đây làm gì có tụi nó mà ông kiếm? Ông nghĩ sao vậy hả? Tao không phải đi kiếm tụi nó, mà tao kiếm chỗ để tao đi tè. Trời ơi, giờ này còn đi tè nữa, bực mình à. Nếu mà đợi không được thì đi trước đi. Trời, tè lẹ lẹ lên đi. Ông nè, tôi hỏi nè, lỡ mà mình không kiếm được ba đứa nó đó, thằng sụi đối xử với mình sao ta? Ác á, đã là nguy hiểm rồi, mà còn cộng thêm cái tánh khùng khùng điên điên của ổng nữa, thì bà cũng đủ hiểu rồi, cần gì mà hỏi tôi. Trời ơi, oh my god,
Lỡ mà kiếm không được, nó mà có giết tôi á, thì tôi chỉ ước có một cái chết đẹp. Xong chưa? Tệ gì mà lâu quá à? Hồn muốn chết. Xong rồi, đi. Trời ơi, tôi dặn rồi, đừng ăn muối nhiều mà. Ai đâu biết. Đi chị. Đi. Đi. Chị. Ráng đi. Sao vậy chị? Bà bị sao vậy? Chị, tôi thương con bé quá, nó chết thảm thiệt. Bọn nó độc ác thiệt luôn đó. Nó là thú chứ không phải là người đâu. Tụi này mà không ác thì nó đâu có làm nghề này. Ngay cả con bé tên gì còn chưa biết nữa. Em á hả? Mà thoát được, em sẽ đi tố công an cho tụi nó ở tù một công luôn. Cưng đừng có ngây thơ. Ở đây tụi nó được bảo kê hẳn hoi hết rồi, nên tụi nó mới dám bắt người công khai vậy đó. Chị ơi, mình đi nhanh đi chị. Đi đi chị. Ủa sao mà chị biết vậy? Thì cái nhà hàng mại dâm lúc trước tôi làm á là cùng á hả hệ thống với bên này nè, nên mới đẩy tôi qua đây đó. Cùng hệ thống là sao? Ở Sài Gòn á có mấy cái nhà hàng mại dâm đào nằm. Hai con quỷ, đứng lại. Trời đất ơi, đâu rồi hai con này? Trời ơi, mệt quá. Trời ơi hai con quỷ cái, mẹ ở đâu? Ra đây. Bà mà bắt được mày, bà bẻ cổ mày, bà tấm tóc mày, bà cào nát mặt tụi bay. Trời ơi, đâu rồi? Trời ơi. Anh sao rồi? Anh tìm sao rồi? Tôi tìm ngoài lộ rồi mà không thấy. Trời ơi, trời, nghe mà chữ sét đánh ngang tai. Anh nghĩ sao vậy? Trời ơi, cái não để chân hay sao vậy? Anh nghĩ sao mà hai tụi nó chạy ra lộ để cho anh bắt? Hả? Tụi nó chạy vòng vòng ở trong này nè. Anh đi kiếm là kiếm trong này nè. Mình bố ráp ở đây đây nè. Bây giờ em và anh ha, đi tìm ở trong đây một lần nữa, hiểu không? Ừ. Có là túm cổ đánh liền cho em nghe không? Chạy đi. Ừ. Anh ơi. Cái gì? Cái chỗ đó là em đi tìm rồi, bây giờ anh tìm chỗ này, nghe không? Đi. Hai con quỷ, mày trốn ở đâu vậy hả? Mày dán cái bản mặt mày ra đây. Trời ơi, trời ơi. Mình đăng mình biến em tam của nhung. Mình ơi, ớt nhung được xa phong mọc rồi mà. Đi đi em ơi. Đưa ta đây. Đại anh,
Cũng may là mình gặp được chiếc xe này, không thôi chắc chết. Con bé nó vội vàng quá, nếu không thì đâu có bị tóm. Tôi nói rồi mà không chịu tin. Ở cái khu này toàn là đồng bọn của tụi nó không à. Chắc cô bé đó tưởng là lính biên phòng. Quỳnh không nhớ hả? Thằng siêu sủi đó, nó nói là nó sợ lính biên phòng lắm đó. Ủa, sao bà biết tiếng Miên hay vậy? Hồi đó tôi có qua bên đó làm ăn một thời gian mà, cho nên cũng biết chút chút. Rồi sao bà bị bắt cóc đưa qua đây? Chuyện dài lắm. Tôi có đứa em gái bị dụ dỗ đưa lên Sài Gòn. Tôi lên tìm nó, chưa có tung tích gì thì đã bị hãm hại rồi. Cái gì? Bà nói em gái bà bị dụ dỗ là sao? Chị, kêu con nhỏ đó lại đây cho tao. Lại đây cưng, lại đây, lại đi, nhanh, lại đi. Mày sợ không? Tao hỏi mày, mày có sợ không? Mày đứa kia, tao chích xì ke 20 năm rồi, đố mày tao có bị si đâu? Mày nói đi, lắc lắc gật gật, tao đấm cho một cái bây giờ. Tôi cái gì? Tôi không biết. Tôi tao cũng giống mày, không biết á, tao có bị si đa hay không nữa. Hay bây giờ tao đấm cho mày một cái là biết, đúng không? Con này nó chưa có la, sao tụi bay đã la rồi hả? Là sao? Tụi bay coi kìa, nó tè ra quần rồi kìa. Rồi cảnh này mà quay lại á là hay lắm đó nha. Mày biết sợ vậy? Tại sao mày còn dám bỏ trốn hả? Hả? Tôi sợ rồi. Sợ cái gì? Ông tha cho tôi đi, tôi sợ rồi. Nếu tao nè là mày, tao cũng bỏ trốn thôi, bản năng mà. Nhưng tao thắc mắc một cái, tại sao mày bỏ trốn được rồi, sao mày còn quay lại hả? Mày mà nói xạo tao, tao đấm cho mày một cái, hiểu chưa? Tôi cái gì? Nói đi em. Nói đi, sao khóc hoài vậy? Nói! Chủ xe bắt tôi nộp tiền, bây giờ đi tiếp. Tôi không có tiền nên mày đổi xuống. Vậy còn con kia thì sao? Hả? Cổ còn sợi dây chuyền nữa, cho nên là tháo ra được chủ xe, nên mới được đi tiếp. Thiệt không? Thiệt, tôi nói thiệt mà. Mẹ mày, mày tưởng tao con nít hay sao hả? Mày bị chuyện gạt tao đúng không? Không có. Đúng không? Không có mà, tôi nói thiệt mà, tôi nói thiệt đó. Đời nào tôi dám gạt ông.
Nếu vậy sao mày không đứng tại chỗ? Để mày đợi có xe khác đi qua rồi xin quá gian. Ờ, tôi có chờ một lúc, nhưng mà tôi khát nước, chịu không nổi nên thấy từ xa có người, tôi chạy tới xin nước uống rồi tôi bị xỉu. Vậy là mày không biết hai thằng đó nó đang săn mày hả? Hả? Mày biết không? Anh, nó nói cũng có lý đó anh Siêu. Mày có biết ở đây là đâu không? Hả? Ở đây nè là thiên đường hạ giới, một thiên đường bất khả xâm phạm, vì nó không nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Mày nghe chưa? Muốn cờ bạc thì có cờ bạc, muốn gái gú thì có gái gú, muốn chết thì có hòm chôn. Nghe chưa? Tụi bay đã bị bán vô đây thì hết được về rồi. Tao nói á, tụi bay bị bán có nghĩa là tao là người mua, tụi bay là một món hàng. Đương nhiên kinh doanh thì tao phải kiếm lời, nghe chưa? Nhiệm vụ của tụi bay nói ngắn gọn là tụi bay phải bán dâm kiếm tiền cho tao. Đứa nào mà chống đối tao á, tao giết, nghe chưa? Đứa nào mà bỏ trốn, tao cũng giết luôn. Đứa nào mà làm mất lòng khách là tùng xẻo, nghe chưa? Có nhiều đứa không tin, tưởng tao khe hả? Cuối cùng thì hơn 10 ngôi mộ nằm ngoài kia kìa. Tụi bay khôn hồn vậy chứ? Không muốn nhập bọn với tụi nó thì nhớ lời tụi nó ngày hôm nay. Tao chỉ nói một lần, nhớ chưa? Tụi bay nghe rõ chưa? Chào mừng đàn chim đã tới thiên đường. Trời ơi, khóc gì mà khóc hoài vậy? Nín, nghe tôi hỏi nè, bà nào trong đây đã có con? Nói. Tao mà tìm ra là chết với tao. Sao? Ừ, tìm đi. Tới Tết Congo cũng không có đâu nha. Có lấy thì trả cho người ta đi. Đến anh cũng không tin em nữa hả? Bà Ngọc, có gì thì nói đi. Cái gì? Ý chị nói là tôi ăn cắp cái bóp đó đó hả? Nghĩ sao nó lấy vậy hả? Đây nè, có phải cái này không? Cái này là cái gì? Vậy là sao? Em không có biết. Sao còn chối nữa hết? Tụi bay có biết làm cái gì chưa? Dạ. Anh Hải, cứu em. Em có lấy tiền mà. Đừng em. Anh Hải, tin anh đi. Mày giữ im mày. Đứng lại. Khoan đã. Hình như là My bị chị Hằng chơi rồi đó. Em nói vậy là sao? Hồi nãy lúc em lên trên phòng nè, em thấy chị Hằng từ trong phòng bước ra. Nếu không có chuyện gì, chị Hằng vô phòng này làm gì? Thiệt không? Không tin thì anh hỏi chị Hằng đi. Đứng lại. Buông ra. Buông ra. Mày chạy đi đâu? Xịn quá. Tôi đi ngủ. Đi ngủ được không? Ê con kia, đừng có xạo như mày. Nãy giờ đứng đây coi không sao, đụng cái xỉn là sao mày? Mày nói coi, hồi nãy mày vô phòng con My, mày gài hàng đúng không? Nói bậy. Ai nói tôi vô phòng đó hả?
tụi bay thông đồng nhau chôm đồ của khách, bây giờ bể chuyện ra dở trò, vừa ăn cướp vừa la làng phải không? Con này, tao cũng chết mẹ mày. Trời ơi, sao muốn con ta hả? Tao không có đi được không? Thôi đi. Tụi bay tính làm loạn hả? Ngọc, mày thấy con Hằng vô phòng mày có ai làm chứng không? Sao Ngọc? Tôi... có thấy ai không? Ngọc không để ý nữa. Để Ngọc nhớ coi. Vậy là rõ rồi hả? Hai đứa bay bắt tay nhau hại con Hằng. Bây giờ tụi bay đem tụi nó ra ngoài rút móng nó cho tao. Dạ. Dạ. Đi. Đi mày. Ngọc. Đi mày. Ông già hả? Ông già tránh ra. Xin phép cho tôi được có ý kiến. Gì nữa vậy ông ơi? Dạ thưa cô chủ, hồi nãy tôi có thấy cô Hằng từ trong cái phòng này đi ra nè. Phải rồi, hồi nãy có chú Mười thấy mà tôi quên mất. Chú có chắc không? Dạ tôi chắc, tuy tôi già rồi nhưng mắt tôi còn tỏ lắm thưa cô chủ. Tụi bay còn chưa chịu thả nữa. Dạ. Buông ra cái con khốn này, mẹ mày. Mày, bây giờ tụi bay biết phải làm gì rồi đó. Đem nó xuống, rút móng cho tao. Sao chị? Giờ xử lý sao chị? Sao chưa chịu đi? Dạ. Con Hằng, tao phạt mày 50 triệu. Chị Diễm, cấm tiếp khách một tuần lễ. Chị Diễm, con này xéo đi. Hai đứa mày xéo luôn đi. Dạ. Bó tay. Nè, sao kỳ vậy? Hồi nãy nó rút móng tay của tôi, bây giờ tha cho nó làm sao? Chú Mười, con cảm ơn chú Mười nhiều lắm. Không có chú Mười á là tụi con tiêu luôn rồi đó. Không có gì đâu cô. Tại tôi thấy chuyện quá bất công cho nên tôi mới lên tiếng vậy mà. Cậu chủ à, tôi làm vậy cô chủ có đuổi việc tôi không cậu chủ? Không sao đâu, để tôi bảo kê cho. Dạ tôi đội ơn cậu chủ. Nói thiệt với cậu chủ, nếu mà tôi bị đuổi, không biết bà vợ tôi đang đau ốm ở nhà, rồi tôi lấy cái gì mà nuôi nữa. Được rồi, ông cứ lo làm việc của ông đi. Dạ cảm ơn cậu chủ. Nè, còn hai cô phải cẩn thận chút xíu. Lần sau là không có ông chính ông Mười gì cứu đâu đó. Dạ. Mi nè, cũng may là ông trời có mắt đó. Khốn nạn mà. Mi đừng có bực bội làm chi. Mấy cái dạng người tiểu nhân ích kỷ đó không có ích gì đâu. Nè, coi như lần này tôi nợ bồ đi. Nợ gì chứ? Nếu mà Mi giống như Ngọc vậy, thế nào Mi cũng làm như Ngọc à, phải không?
Mời vào. Dạ, chào thủ trưởng. Chắc cậu nhận ra vị này là ai rồi à? Chào thiếu tướng. Khách sáo làm gì? Tôi với cậu có xa lạ gì với nhau đâu. Ngồi đi hả? Dạ. Anh vô đây khi nào vậy? Mới sáng nay thôi. Vậy à? Nghe thủ trưởng chú nói, chú đang là phó 45 đúng không? Dạ đúng. Thì ra trước đây Hà cũng là lính của thiếu tướng à? Ừ. Phải. Tôi quên trước đây anh cũng từng ngồi ghế này bao nhiêu năm trời rồi. Ừ. Ngoài Hà ra thì còn một người nữa cũng là lính của tôi. Đố anh biết đó là ai? Dạ đó là Trung tá Vũ à. Ồ, thì ra là vậy. Lính xưa của anh bây giờ ai cũng là khắc tinh của tội phạm hết trơn á. Anh vô đây đi công tác sao? Kể từ hôm nay, đích thân thiếu tướng Trực sẽ phụ trách chuyên án triệt phá tổ chức tội phạm của Tính Cùi. Có nghĩa là Bộ Công an sẽ trực tiếp tham gia đánh án à? Phải. Chuyên án hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, nên Bộ sẽ gánh bớt phần nào khó khăn cho công an thành phố. Tuy nhiên, vẫn cần những người đã từng phụ trách chuyên án trước đây trong ban chuyên án mới. Đó là cậu và Trung tá Vũ. Dạ. À quên nữa, cậu vào đây có chuyện gì? À đúng rồi, em vừa tìm được một chi tiết quan trọng trong cái chết được cho là tự sát của Dũng Mụng. Dạ đây. Tên này thuận tay trái à? Dạ đúng. Trong khi vết đạn trên thái dương của hắn lại nằm bên phải. Ý cậu nói là chứng cứ ngụy tạo à? Dạ đúng. Mấy ổng đưa cổ đi đâu vậy chị? Mà có con với không có con khác nhau chỗ nào vậy chị? Vô mày. Hàng họ của nó sao rồi mày? Tuy rằng nó có con rồi nhưng mà vẫn còn xài được. Xếp đi vô hàng A đi Phong. Anh Phong, Phong. Bây giờ hổng ấy tụi em test hàng được không? Đi. Ra đây. Buông tôi ra. Chị ơi, con em. Buông ra đi. Buông tôi ra. Đi. Đi lên. Còn em đó. Chuẩn bị đi cưng. Đi ra. Xui bị con Ngọc nó thấy thôi, mà cũng tại cha già mười mắt dịch nó tự nhiên phá đám à, chứ không hả nó tới số rồi. Mày tạm thời bây giờ nha, không có gây sự với con My nữa, nghe chưa? Sao kỳ vậy? Rõ ràng là lúc trước chị nói với em á là lúc trước khác, bây giờ khác. Tao còn nhiều việc điên đầu điên óc đây nè, không hơi đâu mà lo chuyện của tụi mày. Thôi, em biết rồi. À quên, tối nay mấy giờ bay hả chị? Bay cái gì mà bay? Mày nghĩ sao mới cái chuyện hồi nãy giờ tao cho mày bay vậy? Tụi nó còn coi tao ra cái gì nữa hả? Làm sao? Chị đừng có giỡn à nha. Em đợi cái vụ này hơi bị lâu à. Dẹp, mày ngu mày ráng mày chịu. Luật tao ra thì tao phải giữ, không á thì khác gì tao lấy xịt tao trét vô mặt tao. Lâu lâu á mới có dịp xuất ngoại một lần,
chán bà ghê á. Vậy coi như là xù luôn đúng không? Không, con My sẽ đi thế mày. Hả? Cái gì? Sao lại là con My? Ổng chấm hai đứa mày. Bây giờ mày bị ao như vậy rồi á, thì nói chứ ai. Không, tôi không chịu. Tự nhiên tôi ở nhà cho ông My qua Singapore chơi lãng nhách vậy. Trời, tôi không chịu, tôi không chịu. Mày dẹp đi. Tao không rút móng mày là mày may lắm rồi. Ở đó mà còn là mình là mày nữa. Chị. Chuyện gì? Không có gì. Cái đồ phá đám mà. Cảm ơn cái áo này của My nha. Ngọc mặc vừa y à. Ừ. Hên á là bà gặp được tôi á, chứ ở đây toàn là ma với quỷ không à. Nếu như mà không cẩn thận á là bị đâm sau lưng liền. Ừ, kỳ quá à. Mà mọi người ở đây cùng hoàn cảnh với nhau không à. Sao mà không sống đùm bọc mà lại như vậy. Nói chuyện gì đâu mà giống như giáo điều quá vậy trời. Thì cũng có đùm bọc, cũng có đoàn kết, cũng có chia sẻ, nhưng chỉ là trong nhóm với nhau thôi, tránh tình trạng xé lẻ ra sẽ bị ăn thịt hết. Mà bộ bà Diễm bà không biết điều đó hả? Con mẹ đó đó là người đứng đầu giật dây chứ ai. Tại sao vậy? Nếu mà mọi người bất hòa như vậy á, sao mà bà quản lý được chứ? Trời ơi, bà nghe thơ quá bởi. Bà cố tình chia phe tách nhóm như vậy để mọi người ai cũng phải dè chừng với nhau, để diệt đi ý đồ cấu kết từ trong trứng. Có sự kiểm soát tuyệt đối, cho nên quyền lực ngày càng củng cố nhiều hơn. Tôi sống ở đây lâu rồi nên cái đầu sản không à. Từ từ á thì bà cũng giống như tôi thôi, nếu bà muốn được tồn tại. Nghe sao mà giống như đấu tranh để sống vậy. Ừ, đúng rồi. Thì muốn sống được ở đây á thì phải sử dụng bản năng thôi, sử dụng phần con nhiều hơn phần người. Sao thấy ghê quá vậy. Sống như vậy mà My cũng sống được nữa hả? Bộ My không thấy căng thẳng hay áp lực gì hết hả? Có chứ. Thì bởi vậy ngày nào cũng phải đập đá vậy nè. Cái gì? Là mấy cái thứ ma túy gì đó đó hả? Ừ. Ở đâu mà My có? Thôi, Ngọc đừng có hỏi nữa. Có những việc á bà phải tự tìm hiểu thì mới cứng lên được. Hiểu chưa? Bây giờ tao hỏi tụi mày có ăn cơm hay không? Hay là ngồi đó khóc tập thể? Hả? Mày khóc chứ gì? Tìm nó ra xử tiếp cho tao. Nhanh lên. Nhanh lên. Không ăn cơm phải không? Đứng lên. Đây. Anh ơi, em ăn mà. Im. Giờ mới chịu ăn hả? Ăn nhanh đi. Chỉ có một cách duy nhất có thể thực hiện được chuyện đó. Cách gì vậy? Xìu sủi thường xuyên lên Sài Gòn họp với đồng bọn. Hắn cũng hay ghé vào chỗ của Hải Lé chơi. Vì vậy, nếu muốn có cơ hội trà trộn vô động mại dâm này để tìm em, thì trước hết bà phải tìm cách chiếm được lòng tin của Xìu sủi. Hắn là chìa khóa duy nhất. Con kia, ăn. Nhỏ kia ăn lẹ đi. Lẹ lên.